Sau khi đến Thái Lan, đội tuyển Việt Nam được ban tổ chức chủ nhà bố trí tập tại sân phụ của câu lạc bộ BG Pathum, cách khách sạn nơi đội tuyển đóng quân 26 km. Tuy nhiên, do lo ngại các học trò bị tốn sức sau hành trình di chuyển trước đó, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề nghị VFF thuê sân tập gần hơn. Huấn luyện viên Park cùng các cầu thủ đá chính ở trận lượt đi đã thả lỏng tại khách sạn, trong khi trợ lý Lee Yang-jin chỉ đạo nhóm cầu thủ còn lại tập luyện tại học viện bóng đá OG Arena. Được biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn hỗ trợ đội tuyển Việt Nam di chuyển bằng xe dẫn đường cùng đội ngũ an ninh bảo vệ, dù chúng ta tự thay đổi địa điểm tập luyện. Các tuyển thủ đều cho thấy tinh thần quyết tâm cho trận đấu quan trọng trước mắt. Vào chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có buổi tập làm quen sân Thammasat.